Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ việc một xe container chở hàng bất ngờ nổ lốp, bốc cháy dữ dội. Trước đó vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 15 tháng 4, trên đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xe đầu kéo biển kiểm soát 51C63424 kéo theo semi rơ móc bị nổ lốp xe và bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe này do ông Cao Quốc Hưng, 39 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận điều khiển theo hướng quốc lộ 1A đi vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Địa điểm xảy ra cháy gần trạm thu phí cao tốc ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Rất may, tài xế xe đã kịp thời mở cửa cabin thoát ra ngoài an toàn. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cùng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt dập tắt được ngọn lửa. Tại hiện trường, nhiều lốp sau của xe đầu kéo bị cháy, hệ thống làm lạnh và nhiều thiết bị điện của xe hỏng nặng. Trong cơn mưa lớn rạng sáng nay, mưa kèm gió lớn xuất hiện nhiều nơi trên thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều cây xanh ven đường bật gốc và tét nhánh. Một cành cây lớn trước cửa số nhà 146, Trường Chinh, phường Tân Hương Thuận, quận 12, tét nhánh đè trúng ông Nguyễn Văn Mái, sinh năm 1961, ngụ ở quận 12, khiến người này bị đa chấn thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm trí, quận 12. Cành cây này có chiều dài khoảng 5m, đường kính 15cm, vị trí cành cây tét nhánh cách mặt đường khoảng 7m. Trong cơn mưa sáng cùng ngày cũng làm cho nhiều cây xanh khác bị gãy đổ. Trong số đó, một cây lớn thuộc hệ cây đa có tuổi đời hơn 30, đường kính thân khoảng 1,5m đã bật gốc tại giao lộ Nguyễn Văn Quá, Trường Chinh. Cây này ngã chắn ngang đường khiến giao thông khu vực bị ùn ứ kéo dài. Hiện nhân viên cây xanh đã có mặt xử lý hiện trường. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng đề xuất người nhập cảnh có hộ chiếu vaccine sẽ cách ly tập trung 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, nếu âm tính cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú thêm 7 ngày. Theo đó, người nhập cảnh Việt Nam có hộ chiếu vaccine sẽ được xét nghiệm lần đầu vào ngày đầu tiên sau khi nhập cảnh, lần thứ hai vào ngày cách ly thứ 6, lần xét nghiệm thứ 3 được thực hiện vào ngày cuối trong chuỗi cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Nếu cả 3 lần xét nghiệm âm tính, người nhập cảnh được kết thúc cách ly. Như vậy, dự kiến tổng thời gian cách ly của người có hộ chiếu vaccine là 14 ngày, trong đó 7 ngày tập trung, 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú. Hiện nay, tất cả người nhập cảnh Việt Nam đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Phó giáo sư Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng, việc giảm thời gian cách ly với những người đã có chứng chỉ tiêm vaccine hợp lệ là cần thiết. Khảo sát được thực hiện online của Bộ Y tế với 2014 nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện cho thấy có 63% sẽ gắn bó với bệnh viện lâu dài. Mức độ hài lòng chung với lãnh đạo bệnh viện là 51% và chỉ số hài lòng toàn diện là 15,3%. 70% người được khảo sát đề nghị tăng thu nhập. Liên quan đến sự hài lòng của nhân viên y tế với bệnh viện còn thấp, một lãnh đạo bệnh viện có cho rằng đạt chỉ số 15,3% hài lòng toàn diện là tỷ lệ quá cao. Theo lãnh đạo này, đây là kết quả khảo sát online được thực hiện khuyết danh với sự tham gia của 2014 nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện. Vị lãnh đạo này nhấn mạnh chỉ số hài lòng toàn diện tức là mức hài lòng tuyệt đối, hoàn hảo, đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất. Trong khi đó, bối cảnh bệnh viện Bạch Mai thời gian vừa qua do ảnh hưởng của Covid-19 nên nguồn thu giảm, áp lực công việc tăng do tăng cường kiểm tra giám sát, thu nhập của nhân viên giảm đến một nửa. Nên ông cho rằng tỷ lệ hài lòng toàn diện đạt 15,3% là quá cao. Như chúng tôi đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đang làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội để thu thập tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện các gói thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư và thực hiện các đề án xã hội hóa tại bệnh viện công. Vậy nội dung trọng tâm mà Cục Cảnh sát điều tra về kinh tế sẽ làm việc tại bệnh viện này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ông Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra hiện đang lấy các tài liệu và chưa có kết luận gì. Nếu công an cần gì, bệnh viện sẽ phối hợp làm đúng theo yêu cầu. Để phục vụ công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là can thiệp, phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Tim Hà Nội thời gian qua đã đầu tư những máy móc hiện đại đắt tiền với giá hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng. Thì trong yêu cầu thì bên phía sông Ba có yêu cầu những cái tài liệu liên quan đến trang thiết bị y tế, rồi các cái gói xã hội hóa, rồi các cái vật tư tiêu hao từ năm 2015 đến 2020.
Thì để phục vụ cho phát triển chuyên môn của bệnh viện, nhất là bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện có chuyên môn cao, thì chúng tôi nhập những cái máy móc hiện đại để phục vụ cho quá trình chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ như là máy cộng hưởng từ 1,5 Tesla hoặc là máy CT chụp cắt lớp 512 dãy. Một số cái máy chuyên dụng để dùng cho quá trình chẩn đoán điều trị bệnh nhân tim mạch. Trong thời gian này, các hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Tim Hà Nội vẫn diễn ra bình thường. Bệnh viện là một trong những cơ sở y tế lớn của Hà Nội, là một trong những bệnh viện chủ lực về chuyên khoa tim mạch của cả nước. Cũng liên quan tới lĩnh vực mua sắm thiết bị y tế, thời gian qua cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Cùng với việc khởi tố, cơ quan công an đã bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo của hai bệnh viện nêu trên. Giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ mà ngoại ngữ đó là tiếng mẹ đẻ của giáo viên, đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt tiêu chuẩn, có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngôn ngữ phù hợp. Đây là quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học. Theo đó, giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người nước ngoài. Giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ mà ngoại ngữ đó là ngôn ngữ thứ nhất hay tiếng mẹ đẻ của giáo viên thì đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt các tiêu chuẩn sau: có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngôn ngữ phù hợp. Giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ mà ngoại ngữ đó không phải là ngôn ngữ thứ nhất của giáo viên, đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: có bằng cao đẳng sư phạm ngôn ngữ phù hợp trở lên, có bằng cao đẳng ngôn ngữ phù hợp trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngôn ngữ phù hợp, có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngôn ngữ phù hợp. Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây số đề hàng trăm tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Vũ Anh Tuấn, thường gọi là Tý, sinh năm 1990, ngụ quận Gò Vấp; Trịnh Hữu Vượng, sinh năm 1969, ngụ huyện Hóc Môn, cùng nhiều đồng phạm khác để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện đường dây đánh bạc do Tuấn cầm đầu nên theo dõi điều tra. Đến ngày 13 tháng 4, các trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang đối tượng Trịnh Hữu Vượng khi đang nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới. Sau đó, Vượng tổng hợp chuyển các số liệu cá cược lên các đại lý cấp cao hơn. Cùng thời điểm này, hàng chục cảnh sát đồng loạt khám xét hơn 10 đại lý khác ở quận Tân Phú, quận 12, quận Gò Vấp, bắt Nguyễn Vũ Anh Tuấn và các đồng phạm. Lực lượng chức năng thu hơn 800 triệu đồng, 14.000 tỷ đô la Mỹ cùng nhiều điện thoại di động, laptop, máy tính tiền, thẻ ngân hàng và một số đồ vật tài liệu liên quan đến việc ghi lô số đề. Hàng ngày số tiền ăn thua của đường dây này lên đến hơn tỷ đồng và tổng lượng tiền giao dịch được phát hiện là hơn 500 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, chiêm ngưỡng cái đẹp và có những trải nghiệm thú vị, đó là những điều người dân và du khách mong muốn đối với mỗi địa điểm tham quan du lịch. Nhưng như vậy thôi thì chắc chắn là chưa đủ. Một yếu tố hết sức quan trọng không thể thiếu đó là vấn đề vệ sinh môi trường. Tại thành phố Đà Nẵng hiện nay, công tác vệ sinh, làm sạch đẹp cảnh quan dù đã được chú trọng. Tuy nhiên, tại một số điểm, nhất là những điểm du lịch tự phát, tình trạng rác thải vẫn đang là vấn đề được đặt ra. Nằm ở phía tây bắc vịnh Đà Nẵng, kênh đá Nam Ô là một điểm đến mới nổi tại thành phố trong vài năm trở lại đây, thu hút du khách bởi cảnh đẹp thiên nhiên từ các kênh đá phủ rêu xanh mướt quanh năm. Tuy nhiên, cảnh tượng không hề đẹp mắt ngay tại bãi biển là rác thải được bỏ lại sau các cuộc dã ngoại, tụ tập ăn uống của người dân. Bờ biển đây thì rác thải sinh hoạt lẫn trong những cuộc vui chơi rồi giải trí đó thì đã thải ra rác rất là nhiều ở bờ biển và không ai dọn, thì cái đấy là nó rất là tiếc cho cái khu vực mà rất là đẹp như vậy. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm tại khu vực này, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định vệ sinh môi trường, dọn dẹp rác thải, vật dụng cá nhân sau khi vui chơi. Trong thời gian tới, phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành chính đối với những cái hành vi mà vi phạm cái việc không bỏ rác không đúng nơi quy định theo các cái quy định của nhà nước.
Thực tế, gành đá Nam Ô không phải là điểm đến duy nhất của thành phố Đà Nẵng mà rác thải được người dân và du khách bỏ lại, khiến môi trường bị ảnh hưởng. Cùng với công tác kiểm tra tuyên truyền từ phía chính quyền, mới đây Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Sở Tài nguyên Môi trường ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường dọc các tuyến biển và khu vực bán đảo Sơn Trà nhằm tạo hình ảnh đẹp, thu hút và chào đón du khách. Đây là một trong những cái hoạt động ban đầu để phát động cái phong trào cùng với lại các cái doanh nghiệp du lịch cũng như là người dân nâng cao ý thức của cộng đồng trong cái việc chung tay là đảm bảo cái vệ sinh môi trường để truyền tải cái thông điệp Đà Nẵng tươi mới, sẵn sàng chào đón các bạn. Nhiều năm qua, Đà Nẵng đã định vị được thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới. Nhắc đến Đà Nẵng, du khách sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một thành phố văn minh, xanh sạch đẹp. Để điều này được giữ vững và phát huy, cần sự chung sức đồng lòng của chính quyền địa phương, của ngành du lịch, đặc biệt là ý thức của mỗi người dân và cả những du khách khi đến với thành phố này.